muốn nói với mọi người, đó là một cái tư duy nhược tiểu cho rằng chúng ta xuất khẩu lao động, đó là chúng ta đang bán đi lao động và chúng ta trở thành nô lệ cho người của người khác. À, xin thưa các bạn rằng là đó là một cái điều mà tôi cho rằng là một cái ý tưởng ngu ngốc. Bởi tôi là một người lao động ở trong nước. Tôi đã từng là công nhân của 4 công ty. Và là lương của tôi thế nào? Công ty đầu tiên tôi làm vào năm 2002 thì lương của tôi ở một công ty mà phải nói với bạn nè là nó thuộc cái dạng thấp nhất nhưng mà mức độ nguy hiểm là cao. Ví dụ tôi làm công ty Lê Long Việt Nam sản xuất ra bình ắc quy. Các bạn biết là về cái mảng chì rất là lớn, nghĩa là cái bụi chì rất là lớn. Khả năng tôi tiếp xúc với chì là hàng ngày và dùng mỏ hàng để hàn các đầu chì vô trong các miếng lắc, các miếng lắc là sắp lắc sạc bình đấy rồi, cái miếng lắc. Cho nên là các bạn biết được rằng là tiếp cận với chì nhiều thì khả năng bị nhiễm chì rất cao. Mà khi bạn nhiễm chì ấy, thì bệnh rất lớn, khó mà có thể điều trị được, khả năng ung thư rất cao. À, công ty thứ hai mà tôi làm đó là công ty sản xuất về nhôm. Công ty thứ ba tôi làm là sản xuất về bánh trục, bánh răng. Và tất cả các công ty tôi làm đều có một điều hay ở chỗ là họ trả lương rất đúng theo quy định của nhà nước. Nghĩa là tôi làm như thế nào thì trả lương như thế đó. Các cái phúc lợi xã hội đều có đầy đủ. Hợp đồng rất rõ ràng. Một điều rất là may mắn ở chỗ là tất cả các công ty đó đều rất tôn trọng công nhân. Tôi hơn, bởi tôi biết có nhiều công ty như công ty những công ty như Đài Loan, Hàn Quốc rồi có một số công ty thì người chủ không có tôn trọng công nhân, thậm chí là đánh đập công nhân là có. Tôi thấy các bạn quay lên mạng xã hội, thậm chí các bạn tố thế này thế khác là có. Nhưng mà có một điều mà tôi sẽ nói với các bạn đó là tất cả những việc đó nó thể hiện rằng ở Việt Nam nó muôn màu muôn vẻ. Và cái việc mà áp dụng luật lệ của tất cả mọi người ở mọi công ty, dù là đó là Hàn Quốc, đó là Trung Quốc, đó là Đài Loan, đó là Nhật Bản hay đó là gì, thì tất cả mọi cái nó không phụ thuộc vào cái dân tộc đó hay cái quốc gia đó, mà nó phụ thuộc vào cái lợi ích của chính ông chủ của công ty đó. Ông chủ công ty đó không muốn làm thì họ làm. Chủ đề hôm nay tôi nói với các bạn đó là chúng ta nói đến là việc là chúng ta có làm thuê cho họ thì chúng ta có phải là nô lệ của họ hay không. Chưa hết, chúng ta phải khẳng định một điều rằng là chúng ta làm thuê và trả công đó là một hợp đồng, và chúng ta chỉ làm mỗi một việc duy nhất đó là làm cho đúng nhiệm vụ của mình và lãnh lương hàng tháng. Ai làm gì ta không biết, ta chỉ cần biết là sáng chưa chiều tối gì đó vô ca rồi bấm nút chấm công, đến giờ bước ra chấm công, chúng ta lãnh lương. Tuy nhiên thì tôi báo các bạn một điều thế này, có một điều các bạn không hiểu, đó là thay vì người ta mở công ty ở tại quốc gia người ta rồi người ta thuê mướn công nhân của quốc gia người ta để mà người ta là sản xuất, thì người ta lại sang Việt Nam chúng ta để người ta làm và mướn người dân chúng ta làm. Tại sao như vậy? Bởi thứ nhất, chúng ta biết được là nhân công Việt Nam chúng ta tới giờ này là tương đối rẻ, đất đai ở Việt Nam chúng ta tương đối rẻ. Mọi người cứ nói là tại sao mà cứ bồi thường giải tỏa là cái gì cũng rẻ, đất đai rẻ quá nên đòi bồi thường giá cao. Thực tế các bạn thấy đó, khi mà đưa cho một doanh nghiệp một miếng đất thì người ta cũng đưa rất rẻ. Để chi? Để doanh nghiệp đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đó họ được đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện để họ sản xuất.
có nhiều cái lợi lắm các bạn ha. Một doanh nghiệp được tạo ra thì sẽ có hàng ngàn công nhân được có việc làm. Một đất nước mà nhiều người thất nghiệp thì chắc chắn với các bạn một điều rằng là đất nước đó loạn. Cho nên là việc tạo điều kiện cho nhiều người có việc làm đó là cái điều mà mọi nhà nước đều muốn. Nhưng có một điều chúng ta hiểu, nhân công ở mọi công ty, ví dụ như Đài Loan, Nhật Bản hay các nước khác, nếu họ mở cho đất nước của họ, họ sẽ phải trả giá rất cao. Ví dụ như là ở Nhật Bản họ có thể họ trả giá cho công nhân của họ với giá là gần 40 triệu một tháng. Nhưng khi họ mở công ty ở Việt Nam, họ chỉ trả giá cho công nhân Việt Nam cùng công việc đó với Nhật Bản. Nhưng công việc đó chỉ với giá 10 triệu là cao. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là những cái công ty đó họ thấy được cái lợi ích và cái giá trị để mà họ đầu tư ở Việt Nam cho công nhân Việt Nam. Do vậy chúng ta họ được lợi và chúng ta có việc làm. Tuy nhiên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ nhà nước chúng ta ngu. Nhà nước chúng ta vẫn dòm thấy được là công nhân chúng ta bị bóc lột. Nhưng không thể nói. Bởi sao? Các bạn nghĩ nhà nước chúng ta ngu à? Hãy dòm lại xem toàn bộ tất cả những cái vấn đề mà nhà nước chúng ta đang cố gắng làm là tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Và vì tạo công ăn việc làm cho nhân dân cho nên á, biết nhân dân công nhân của chúng ta bị lợi dụng, nghĩa là thay vì nó trả 40 triệu một tháng giờ nó trả có 10 triệu một tháng thì bạn phải chấp nhận thôi, cho nó mở nhà máy miễn thuế cho nó bao nhiêu thứ để nó mở nhà máy. Mục đích để làm gì? Mục đích là để cho người dân chúng ta có công ăn việc làm và để chúng ta không thất nghiệp. Các bạn dở lắm, các bạn chỉ thấy mỗi một việc là nhà nước tại sao lại cứ hạn hẹp bao nhiêu điều bao nhiêu thứ. Các bạn quên mất rằng là nhà nước chỉ cần để cho chúng ta không thất nghiệp, tạo điều kiện cho chúng ta có việc làm, để xã hội ổn định là một cái mục tiêu phát triển xã hội mà nhà nước chúng ta đang làm một cách mạnh mẽ. Biết rằng bên kia nó bóc lột mình đó, nó trả lương cho dân nó bên kia 40 triệu, trả lương cho dân mình bao nhiêu? 10 triệu thôi. Nhưng tại sao làm? Bởi vì không làm như thế, chúng ta có hàng ngàn hàng vạn người thất nghiệp. Chúng ta buộc phải chấp nhận sự chèn ép đó. Nhưng bù lại chúng ta được rất nhiều thứ. Thứ nhất, chúng ta học được các phương pháp, các phong cách tổ chức làm việc. Mọi công nhân của chúng ta đã từng làm việc cho các công ty nước ngoài ở tại Việt Nam đều thấy được một cái điều rất cơ bản, đó là phong cách làm việc khoa học và kỷ luật. Làm việc cho một công ty nước ngoài xong rồi quay trở về làm việc cho một công ty của chúng ta đều thấy được rất rõ ràng là chúng ta trở thành một những con người trưởng thành. Có một số bạn bảo rằng là chúng ta nô lệ, bán công nhân, xuất khẩu lao động, nghĩa là làm trong nước xong rồi bây giờ chuyển sang nước ngoài làm. Có nhiều người bảo là đi xuất khẩu lao động ấy thì sẽ trở thành gì, nô lệ. Các bạn sai rồi. Tôi cho các bạn biết một việc là khi chúng ta xuất khẩu lao động sang Malaysia thì không phải ở đó mà là nhiều nơi khác đã từng và đã và đang đưa công nhân người dân của họ và mong muốn người dân của họ đến cái đất nước Malaysia để làm việc. Bởi vì sao? Thứ nhất, giải quyết được lao động. Những người lao động trong nước họ không còn thất nghiệp nữa. Thứ hai là gì? Thứ hai là họ thấy được làm việc trong cái môi trường hiện đại sẽ giúp đỡ cho việc tổ chức lao động sau đó ở đất nước của họ, học tập môi trường lao động. Một điều nữa đó là gì? Họ sẽ làm được rất là nhiều thứ. Đó là giải quyết tất cả những cái mối lo âu về lao động, thất nghiệp ở trong nước và họ có một cái lực lượng lao động chuyên môn mạnh mẽ mà giúp đỡ cho đất nước khi đất nước có được những công ty
nước ngoài. Tất cả những cái bạn nào đã từng làm việc ở nước ngoài sau khi trở về Việt Nam mà được vô một công ty nước ngoài ở Việt Nam thì chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ làm việc tốt. Không cần phải thuê mướn ở đâu cả, các bạn sẽ là nguồn nhân lực tốt nhất ở Việt Nam. Đó là cái điều mà xuất khẩu lao động chúng ta có được. Các bạn lại thấy một điều khác là tại sao chúng ta lại xuất khẩu lao động? Chúng ta cứ nói là chúng ta bị người khác bán lao động. Chúng ta bán con người là nô lệ lao động. Các bạn nghĩ xem, trong khi trong đất nước chúng ta sau bao nhiêu năm chiến tranh, chúng ta không có công ty, nhà máy sản xuất cái gì cả. Chúng ta nghèo. Bây giờ chúng ta thấy có một cái đất nước nào đó nó có cơ hội phát triển, chúng ta đưa con người chúng ta qua đó học hỏi, làm việc để đem đô la, đem ngoại tệ về cho chúng ta. Ngồi đây bó gói à, các bạn ghét Trung Quốc quá, các bạn ghét Mỹ quá, các bạn không chịu làm ăn gì cả. Các bạn nói cơ hội làm ăn với Mỹ, cơ hội làm ăn với Trung Quốc, các bạn bỏ qua hết. Cuối cùng ra các bạn lại đói chờ sườn. Muốn mua một cây súng chống lại Trung Quốc, hãy làm ăn với nó để có tiền mua cây súng đó. Nó đang ở cận chúng ta, nó ở kế chúng ta, nó ở gần chúng ta. Thù oán với nó không có lợi chúng ta. Đó là cái điều mà tất cả các bạn phải hiểu. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn là các bạn nghĩ kỹ lại coi. Hãy dòm kỹ lại coi các bạn đã làm được gì cho đất nước này. Ngoại trừ việc các bạn hô hào và tấn công lẫn nhau. Hãy dòm, hãy thấy, để các bạn thấy được rằng mọi công nhân đều được trả công, trả lương. Và nhất là khi chúng ta là công nhân của một xuất khẩu lao động, chúng ta bán sức chúng ta sang đó để làm gì? Để lấy lương, để nhận lãnh lương bên đó, và chúng ta mang lương đó về lấy kinh nghiệm bên đó là học được nhiều thứ khác. Bạn chưa hiểu đâu, bởi vì các bạn cứ nghĩ rằng là cứ làm công nhân cho nước ngoài là coi như làm nô lệ. Tôi chả thấy cái việc nô lệ đó thế nào. Tôi chỉ thấy một điều là ngoại tệ mà chính những người đang xuất khẩu lao động mang lại cho quốc gia là vô cùng lớn. Đó là cái điều hay. Dòm qua dòm lại tôi không thấy những cái người mà đấu tranh nhân quyền, đấu tranh chửi bới này nọ, tôi chả thấy các bạn đóng góp gì cho xã hội này. Khi các bạn chỉ cần đóng một xu thuế cho đất nước, chụp cái bức ảnh các bạn đóng thuế, rồi các bạn đưa lên mạng xã hội, các bạn sẽ thấy được sự ủng hộ. Còn bây giờ các bạn hãy dòm kỹ lại coi các bạn làm được cái gì cho xã hội này. Ồ, có một điều mà tôi không biết thế nào nha, nhưng mà tôi nói với các bạn một điều nhỏ thôi. Đó là nếu như các bạn bắt đầu sử dụng cái công nghệ thông tin, các bạn làm truyền thông, thì các bạn nên nhớ được đó là cái chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước nó quy định như thế nào. Tôi thấy có một kênh truyền thông gần đây ăn nói bổ bả, và chủ kênh truyền thông đó ăn nói bổ bả, lên mạng xã hội nói những điều sằng bậy. Điều đó là không tốt. Tôi cho rằng các bạn vẫn ủng hộ quan điểm chủ trương của đảng và nhà nước, nhưng mà các bạn cũng nên hiểu và làm cho tốt, đó là không nên bổ bả phe nhóm để biến mình trở thành cái trung tâm của sự cãi vã lẫn nhau trên mạng xã hội. Chúng ta không phải là những con người có trách nhiệm đó. Nếu các bạn thấy rằng bạn chỉ là một con người bình thường và muốn cãi vã nhau trên mạng xã hội thì đừng làm một kênh TV gì đó, bỏ đi chữ TV cho nó vui.
hãy cố gắng, tất cả mọi người ở đây đều cố gắng thì bạn cũng hãy cố gắng.